Em vừa nhỏ. Trượt nhiều quá. Chị cũng nằm đây. Trượt nhiều quá. Chị cũng nhanh. Em vẫn muốn nhỏ. Em thoát rồi. Trung trưởng, trung trưởng. Trung trưởng. Yeah. Nhanh không thì bị viêm mũi đấy. À bị ấy đấy. Nhỏ mắt thế mà có cái gì đâu. Chẳng sợ nhỉ. Nhỏ mông. Nào. Yes. Có cái gì đâu, lướt cái mà nhỉ. Nhanh. Nào.